Vâng, lần đầu tiên thì Quang Minh Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua luôn luôn đồng hành và cùng Quang Minh Audio và ủng hộ Quang Minh Audio trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay thì Quang Minh Audio sẽ về được cửa hàng cái dòng dây tín hiệu bãi Nhật và cùng giới thiệu lại cho quý vị và các bạn cùng tham khảo nha, review giới thiệu quý vị các bạn đó. Như trên màn hình này quý vị các bạn đang tham khảo, tôi có một số cái mẫu đầu dây tín hiệu bãi Hitachi bãi Nhật, dòng này chúng tôi mới về được hàng và lại hôm nay là giới thiệu cho anh em cùng tham khảo nha. Đó, trên này rất là nhiều. Đầu tiên muốn giới thiệu với anh em cái dòng dây Calon đực cái này, dây Calon hai đầu đực cái của Hitachi bãi Nhật này, anh em nhé. Đầu có ba lỗ này, chúng tôi thường gọi đầu có ba lỗ như này là đầu cái, còn đầu có ba chân như trong này, và chân này là đầu đực anh em nhé. Đó, Hitachi bãi Nhật, cốt dây này dây là dây của Hitachi bãi Nhật nhé anh em nhé. Dòng này là chúng tôi là DIY, nhưng các anh em là dòng này chúng tôi DIY, anh em nhìn nữa Hitachi bãi Nhật nhé. Đó, ok, dây hai đầu đực cái Calon hai đầu đực cái Hitachi bãi Nhật, hoặc những cái sợi là đầu đực cái da V, đực da V hoặc cái da V chúng tôi đều có anh em nhé. Anh em có nhu cầu những cái dòng dây để cho phù hợp với thiết bị của anh em, chúng đực da V hoặc cái da V thì anh em có thể yêu cầu chúng tôi đều có cả nhá, đấy đủ cả cho anh em chơi để cho phù hợp với thiết bị của anh em. Và những dòng này thì lõi là lõi đồng mã bạc, và mỗi một lõi này trong này lõi là lõi đồng mã bạc, rất nhiều sợi tơi mềm và sẽ được bọc một lõi sẽ được bọc một lớp chống nhiễu mạ bạc với anh em nhé. Anh em chơi với yên tâm về những dòng này, chất lượng thì đảm bảo cho anh em. Có những giải âm thanh chi tiết và bát căng mít ngọt chép thì luôn luôn sáng anh em nhé. Đó là dòng dây Calon Hitachi bãi Nhật. Tiếp đến giới thiệu với anh em cái dòng dây hai đầu AV, hai đầu hoa sen như này, anh em cũng quá quen thuộc rồi, chúng tôi giới thiệu nhiều với anh em rồi. Nó anh em nhìn này, đầu đây là Hitachi bãi Nhật. Đó, dây thì dây Hitachi, cốt dây Hitachi, đầu Hitachi bãi Nhật này, dây rất là mềm dẻo linh hoạt anh em nhá. Đấy, chơi dòng này thì phù hợp những anh em nào mà có cái kinh tế nó vẫn còn eo hẹp thì sử dụng cái dòng dây này rất là phù hợp anh em nhá. Đó, đây là dây AB hai đầu hoa sen như này anh em nhá. Đó, chúng tôi rất nhiều để cho anh em lựa chọn này, rất là nhiều luôn. Đó, và dưới này là một số cái dòng dây 6 ly anh em nhá, 6 ly. Ví dụ dây hai đầu 6 ly như này của Hitachi này anh em này, tất cả chúng tôi đây là dòng dây tín hiệu bãi Nhật anh em nhá. Dây Hitachi. Đấy, đầu dọc Hitachi luôn, anh em rõ. Đó, dây hai đầu 6 ly này. Dòng này thì độ dài chúng tôi thường độ dài là 1 mét, tiêu chuẩn là 1 mét anh em nhá. Hoặc là những đầu 6 ly ra Calon này. Đấy, có bác khách có đặt tôi là cái đầu 6 ly ra Calon cái như này anh em nhá. Đó, 6 ly ra Calon cái tôi có, hoặc những cái dòng này, dòng dây 3.5 ra AB đó. Đấy, một đầu 3.5 ra hai đầu hoa sen như này anh em nhá. Đó, bản này cũng là bản Hitachi, bản này bản DZST của Hitachi anh em nhá. Hàng bãi. Dòng này thì có độ dài là 2 mét anh em nhá. Đó. Anh em mà có nhu cầu những dòng nào thì có thể để lại cái ý kiến của anh em dưới phần comment, dưới phần bình luận, hoặc anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại là 0944737321 anh em nhé. Và tôi xin báo giá cho anh em tham khảo cái một cặp dây nhà Calon hay là đực cái này có giá là 250.000 trên một cặp anh em nhé, hoặc là đực giá về hoặc cái giá về đều vậy, 250.000 trên một cặp, dài 1 mét, và dây ship code cho anh em trên toàn quốc. Hoặc cặp dây AV Hitachi này cũng thế thôi, hai đầu bông sen này, dài 1 mét, 250.000 trên một cặp. 6 ly này thì tính theo sợi, một sợi như này thì cũng giá 250.000 anh em nhé. Đó, 250.000. Đó, và cái dòng dây 3.5 da V này hay là hai hoa sen này, dòng này thì dài 2 mét và có giá là 320.000 anh em nhé. 320.000 trên một sợi như này. Đó, anh em mà cần những loại nào có thể inbox hoặc liên hệ trực tiếp tôi, và anh em ở Hà Nội thì cũng có thể qua trực tiếp cái hệ thống cửa hàng của chúng tôi ở Đống Đa, Long Biên, Bồ Hoàng Mai anh em nhé. Ngoài ra chúng tôi còn một cơ sở ở trong quận 7 trên đường Nguyễn Thị Thập nha anh em nhé. Và xin cảm ơn anh em. Anh em nào yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp.